khi con mình không là thần đồng. Đa số mọi người đều mong muốn có những đứa con thần đồng. Tôi không ở trường hợp có những đứa con thần đồng. Bé lớn nhà tôi, Tuấn Anh, hơn 2 tuổi mới biết nói, đã thế lại còn nói ngọng nữa chứ. Cựu CEO FPT Nguyễn Thành Nam bú phêm thay tỷ phú Phượng trả lời 5 câu hỏi của một founder. Bú phêm, hôm qua anh về bỗng nhiên ra mặt trả lời phỏng vấn cho VNE. Có lẽ anh muốn trấn an dư luận vụ bỏ xe sang làm xe điện. Đại khái, anh giải thích phong cách của anh là thần tốc, quyết nhanh, bỏ nhanh, xưa nay bỏ nhiều không có gì mới lại cả. Khách hàng vẫn được chăm sóc, cứ yên tâm. Tiện thể anh tiết lộ hai chiến lược chính. Biến đổi Vin thành tập đoàn công nghiệp công nghệ, tức là công nghệ phục vụ công nghiệp. Mà ở đây, công nghiệp là sản xuất xe ô tô điện và hạ tầng phục vụ pin, chạm sạc. Thảo nào, ông em tôi có thời gian bên đó, cứ đòi khởi nghiệp, anh không cho, nhà bao việc, không chịu làm, sao lại bao đồng giải quyết việc thiên hạ. Dành nhiều thời gian hơn cho trách nhiệm xã hội, chắc theo gương Bill Gates. Bình luận ngoài lề tí, đóng tiền nhiều hơn thì có thể, nhưng dành thời gian nhiều hơn, tôi e là khó vì lãnh đạo thần tốc, có vẻ là phong cách của riêng anh thôi, chứ chưa phải là văn hóa của toàn hệ thống. Anh sẽ không yên tâm bàn giao cho ai cả, giống như ông anh tôi bên FPT. Cuối cùng anh nhấn mạnh, mục tiêu suốt đời mình là để lại cho Việt Nam một thương hiệu, chắc là VinFast. Để con dân nước Việt đi sang Tây có thể ngẩng đầu, không phải nhận mình là người Nhật, người Hàn, là nhớ đến hương hồn của ông anh xã hội đã qua cố của tôi. Có bản lãnh đàn ông cực mạnh, xấu hổ, đi nước ngoài toàn phải khai là người Lào. Khỏi phải nói, các doanh nhân nhỏ lẻ Việt Nam đã được mở mang tầm mắt, hiểu thế nào là khát vọng, thế nào là fail fast, thế nào là trách nhiệm công dân của doanh nhân. Một ông em của tôi cũng mãi mãi tinh thần khởi nghiệp, lý luận rất vững vàng, thất bại cũng ca cá rồi, mà vẫn chờ chết cũng nằm trong số đó. Ông em tôi đang status, ca ngợi và xin phép hỏi anh 5 câu. Thứ nhất, Vingroup đã mở và đóng khá nhiều dự án, chắc hẳn có nhiều sai lầm trong đó. Vậy sai lầm đó là ở câu nào, liệu có sai lầm nào lặp lại không? Thứ hai, anh chọn người lead dự án như thế nào, liệu người đó có đủ tiêu chuẩn founder fit, đủ động lực và sức trẻ để kịp tốc độ của Vingroup mong muốn không? Thứ ba, với các dự án hiện thời, anh chọn thị trường nào để độc chiếm trong 12 tháng tới, liệu anh có phát hiện điều gì đó mà đối thủ không biết không? Thứ tư, đã bao giờ anh thử giấu tên mang một dự án bí mật đi gọi vốn VC chưa? Và họ sẽ hỏi CEO những gì, liệu ai đầu tư không? Thứ năm, với những dự án đang chạy, điều gì sẽ giúp anh giữ được lợi thế sau 10 đến 20 năm nữa? Anh có công nghệ nào độc quyền mang tính đột phá không? Té nước theo mưa hay như anh em đang gọi là bú phêm, tôi xin giả vờ làm anh về trả lời 5 câu hỏi của ông em như sau. Thứ nhất, bạn có thể thất bại thoải mái miễn là chưa hết tiền. Thất bại thì tất nhiên là phải sai ở đâu đó rồi, nhưng nếu như học được bài học thì không thể gọi là sai lầm. Thứ hai, tôi không có thời gian để nuôi cán bộ trẻ, tôi chọn những người đã thành danh, đã chứng minh được bản thân, nhưng đang thiếu động lực rồi thách thức họ. Ví dụ như họ đã từng làm việc ở bên Tây, bên Mỹ với thời gian 18 tháng. Tôi hỏi họ có thể làm được trong 6 tháng không? Đại loại thế. Thứ ba, chiếm tất, ở Việt Nam tôi không có đối thủ nên cứ thế mà tiến thôi. Thứ tư, đầu tư nào chẳng mạo hiểm. Không hiểu sao, có ông đầu tư phải tự xưng mình là mạo hiểm, tôi sẽ tránh xa những ông đó. Thứ năm, bạn làm kinh doanh chứ đâu phải giáo sư viết báo hay kỹ sư đi đăng ký patent. Bạn không cần phải có công nghệ độc quyền để thành công trong kinh doanh, bạn không cần phải đi đầu, chỉ cần đi nhanh hơn đối thủ. Bài chia sẻ của cựu CEO FPT cũng đã tạo sóng trên Facebook. Nhiều người nhận định rằng ông có những câu trả lời rất khéo cho 5 câu hỏi kể trên. Bên cạnh đó, một số cá nhân còn cho rằng ông Nam và ông Phượng đã có nhiều điểm giống nhau, nên việc đưa ra những đáp án trên chiếm phần lớn là đúng với ông Phạm Nhật Vượng. Một bình luận tâm đắc về bài viết: anh Nam trả lời phần lớn là đúng vì em thấy anh Phượng và anh Nam rất giống nhau. Hai anh đều là người có năng lực hành động cực tốt và sức khỏe hơn người còn lại, có tư duy tốt kết hợp với óc liên tưởng rất mạnh, để cả văn lẫn võ. Ngoài ra, cả hai đều có động lực tâm lý là nhu cầu hiện diện rất cao trong xã hội. Hai anh có một điểm chung lớn là óc liên tưởng mạnh đến mức trở thành người lý tưởng. Chính vì vậy nên sẽ rất thích làm nhiều thứ khác nhau khi chưa xác định được thứ cốt lõi. Cụ Hồ cũng là mẫu người lý tưởng và năng lực hành động mạnh như vậy, nhưng cụ sinh thời loạn và thời còn ít thứ để làm ngoài chính trị, nên có lẽ đó là lý do cụ tập trung cả trí lực lẫn hành động vào đúng một mục tiêu duy nhất.
toàn bộ sức lực vào đúng một thứ thôi nên rất thành công. Hiện anh Phượng có vẻ nhận ra điều đó, anh tập trung vào mỗi VinFast thì khả năng thành công của VinFast là khá cao. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm hơi khó là mảng bất động sản phải sinh lãi liên tục để nuôi hoặc mà xe điện phải gọi được vốn lớn. Cả hai đều rất khó khả thi vì trái quy luật. Rất mong anh Phượng thành công ở mảng xe điện, nhưng dù có hỏng mảng xe điện thì anh cũng sẽ không sao vì tướng anh còn rất đẹp cả hậu vận, cuối đời có khi còn đi tu. Từ Việt Nam Business Insider.vn, Đầu Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đặt mua ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam, ưu đãi đặc biệt lên tới 70 triệu đồng, bảo hành 10 năm. Truy cập ngay đường link phía dưới phần bình luận video này.